Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay ngày 28 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trưởng ban nội chính tỉnh ủy và nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo cấp sở vừa được tỉnh ủy Đắk Nông công bố quyết định bổ nhiệm, điều động. Đắk Nông thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành phố Giang Nghĩa phấn đấu lắp đặt biển tên đường phố xong trong tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, kết luận tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về phòng chống dịch bệnh vào sáng nay 28 tháng 6, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp, khó lường tại các tỉnh, thành và nước bạn Campuchia, các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ người đi và về Đắk Nông từ các vùng có dịch và các huyện có đường biên giới với Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Sở Y tế rà soát và tiến hành mua máy kỹ thuật tim phổi nhân tạo để phục vụ công tác phòng dịch theo yêu cầu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp căn cứ theo tình hình dịch bệnh và yếu tố dịch tễ để quyết định các hình thức cách ly theo quy định, song phải quản lý chặt chẽ, phải treo biển thông báo cách ly đối với các trường hợp cách ly tại nhà. Chiều 28 tháng 6, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Tá Long, Bí thư Huyện ủy Đắk Gờ Long, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Hồ Thị Nghĩa, Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh, được điều động đến nhận công tác để giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Bùi Thị Kim Thư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, được điều động đến nhận công tác để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ngô Xuân Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Nô, được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư để Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Chiều 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, công bố quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ của văn phòng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh được thành lập theo Nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Văn phòng có 4 phòng chuyên môn, gồm Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân, Phòng Dân nguyện, Phòng Hành chính Tổ chức Quản trị. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân, ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phan Quốc Lập, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Rờ Lấp vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh, tỉnh đoàn Đắk Nông trao tặng 25 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn 11 xã, thị trấn của huyện Đắk Rờ Lấp. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các gia đình đã đạt được trong thời gian qua. Qua đây kịp thời động viên các gia đình tiếp tục là những nhân tố điển hình trong xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu, sống hòa thuận với bà con lối xóm. Thành phố Gia Nghĩa hiện có 119 tuyến đường đã được đặt tên. Dự kiến việc cắm biển tên cho các tuyến đường này sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Đến hết tháng 5 năm 2021, Phòng Quản lý Đô thị đã thực hiện xong việc cắm biển tên đường trên địa bàn 4 phường Nghĩa Phú, Quảng Thành, Nghĩa Thành và Nghĩa Tân. Trong tháng 6 năm 2021, đơn vị thi công tiến hành lắp biển tên đường tại xã Đắk Nia,
phường Nghĩa Đức và phường Nghĩa Trung. Hiện đã hoàn thành tại khu tái định cư 23 hectare và khu tái định cư An Phương. Phòng Quản lý Đô thị đã đôn đốc đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức Đắk Nông ngày 28 tháng 6. Thông tin chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.